À, cái con mái này nó to dã man anh chị em à. Nó to to như chim trống. Đây, mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ hết nha, không lỗi nha. Đây nè, mắt nè. Con này. Hello hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến, bây giờ lên cho anh chị em mình xem một cái clip thứ hai. Giờ là biết sao, sáng giờ coi như là chuyển khẩu chim đi hết trơn rồi đó, cho nên là bây giờ sẽ lên một cái clip thứ hai nữa cho anh chị em mình. Thì bên tay phải của em á, là một cái con họa mi mái đó, xùy nhiều lắm nha. Rồi bên tay trái của em là con họa mi trống, con này phải nói là hot, giọng rất là gắt luôn, giọng rất là dữ. Họa thì rất là dài, mỏ to, lông mới đó. Cái con bên tay trái đó thì cái nghệ thuật mà anh chị em mình nuôi họa mi á, nhớ để áo chữ A giống như trong cái clip em đang quay cho anh chị em mình à. Đó. Rồi bây giờ em sẽ quay cho anh chị em mình xem họa mi mái trước. Đó, họa mi mái thì giá là 1.200.000 nha anh chị em nha. Giá là 1.200.000. Đó, mùa này mái nó không có anh chị em à. Đó, lâu lâu về được một con mái cho nên là giá nó cũng hơi cao anh chị em, thông cảm giùm cho em nha. Đó, mái này xòe như chim trống anh chị em à. Đó, mái rất là to xòe như chim trống. Đây. Đây là con mái nha. Rồi còn con trống này em nói nó hót rất là nhiều nè. Con trống này nhảy cái là ôm cửa, nhảy cái là ôm cửa luôn. Đó. Đây, hiện tại là cái này là họa mi bội lỡ nha anh chị em nha. Thì đa số là em nuôi là em cho ăn cám gà không à, mà thợ ở ngoài đó người ta nuôi người ta cũng cho ăn cám gà luôn. Họ chim không có tật lỗi gì hết ha. Mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ. Đây đây, để em để qua bên cái phía cửa bên này cho anh chị em mình xem nè. Nói chung là cũng hơi khó xem. Đó, mẫu rất là to nha anh chị em nha, mỏ rất là to đẹp. Đó. Sáng có máy thuộc mà em bán rồi. Đó, bữa nay bán máy bội này, đó, đồng 2, con trống là đồng 7 nha anh chị em nha. Rồi bây giờ quay cho anh chị em mình con than mái bông, phải nói bông rất là nhiều luôn. Nhưng mà trước khi quay con mái bông á, thì em sẽ quay cho lửa cho anh chị em mình xem nha. Rồi, sáng em về được 20 con chè lửa thì nói chung là sạch xanh xanh rồi. Đó, bây giờ em sẽ quay cho anh chị em mình lô chè lửa này đẹp lắm nha. Đó, lửa sáng hết sạch rồi. Bây giờ quay lửa mới với lại con than mái bông nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cho anh chị mình xem. Đó, bây giờ là có một con lửa đuôi tôm 18. Con này giá là 400k nha, đẹp lắm nha. Ê, bớt giỡn nha, anh chưa quay cái clip tới mà em đã hot rồi, làm sao mà anh buôn bán gì được đây. Từ từ, đừng có hot, để đó, lát nữa khi nào quay rồi hot. Rồi qua bên này con này đuôi 19.2. Đó, 19.2 tướng khá là đẹp. Con này để cho anh chị em mình 600 cành. Đó. Đuôi 19.2 nha anh chị em nha. Bạn đuôi cũng tương đối to nha. Rất đẹp. Rồi. Con này đuôi 19 nhưng mà nó tới 700 cành. Đó, do là biết sao không? Cái thứ nhất là cổ thấp. Đó, cổ thấp, bạn đuôi rất là to và đuôi hơi tôm nha. Con này rất là đẹp luôn nè. Đó, con này rất là đẹp luôn. Con này 700 cành. Đây nè. Chuồng 23. Nè nè, hot luôn nè. Là trời. Rồi, tranh thủ nó đang con nó còn đang hot cho nên là mình quay luôn cho anh chị em mình xem. À, con lửa này phải nói là siêu mini luôn nha. Đợi em xíu em nghe điện thoại cái nha. À, hai cái đứa này nó gian gian díu díu mập mờ nè. Con lửa này đuôi đuôi 205 mà siêu mini luôn. Xuyên tạch đuôi tôm nhẹ đó, rất là xiên trạch luôn đó anh chị em thấy không, đuôi 205, con này là 1.300.000. Rồi con mái này 200 cành, cái này không phải cặp zin nha, hết chuồng là thả vô, hết chuồng cho nên em thả vô ha. Ô, con trống nãy giờ nó hót dã man lắm anh chị em, con trống này nè nãy giờ nó hót như chim thuộc luôn á. Rồi con này là chuồng 24 nha, mái là 200k, trống 205, giá là 1.300.000 nha. Rồi qua anh này tới chuyện than nè, than này rất là to nha, con này nó huyết chẹp nhiều nè. Đó, con này chuồng số 25 đó, 300 cành. Con này xuống chuồng số 25 nha, 300 cành, bảo hành mắt móng mỏ tay chân cho mọi người nha. Rồi con này số 26, con 26 này mẫu thì nó to hơn con 25 tí xíu nha. Đó, thấy chưa. Rồi qua này số 27 rất đẹp luôn đó, cũng 300 cành luôn, số 27 nha. Rồi bây giờ tới quay con lửa mái bông cho anh, ấy lộn xin lỗi, con than bông
Đây nè, để em bắt con than bông ra em quay cho anh chị em mình xem nhá. Một con than mái bông này bằng 10 con than bội. Đó anh chị em. Nhanh lên giùm em nha. Nãy giờ em đang bán than bội bao nhiêu tiền một con á, thì bây giờ em bán con than mái bông này bằng 10 con than mái bội. Ấy à, bằng 10 con than chống bội. Bây giờ em bắt nó ra cho anh chị em mình xem nè. À, cái con mái này nó to dã man anh chị em à. Đó, nó to. To như chim trống. Đây, mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ hết nha, không lỗi nha. Đây nè, mắt nè. Con này mí trắng nè. Thấy cái mí của nó không? Mí trắng nè, thấy không? Một mắt nha. Hai mắt nè. Đó, bây giờ quay bông cho anh chị em mình xem nè. Đó, con này anh chị em mình cân nhắc trước khi mua nha. Đó, anh chị em thấy cái đầu nó không? Nó bông nè. Trời nó bông, bông hết cái đầu luôn nè. Thấy chưa? Đó. Rồi để em thả vô chuồng nhanh cho em nha. Em thả vô chuồng cho nó ăn cái đã. Đó, thả vô chuồng. Đẹp chưa?